Tin từ Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết lực lượng chức năng đã xử lý thành công 2 quả đạn pháo 105mm chưa nổ. Trước đó, trong lúc lái máy múc thi công bờ kè, anh Nguyễn Văn Hiếu phát hiện hai vật kim loại dài, có đầu nhọn, màu sẫm nghi là bom nằm lẫn dưới đống bùn đất. Lập tức anh Hiếu dừng xe và nói cho mọi người dừng thi công công trình để đảm bảo an toàn. Sau đó lực lượng công an, quân đội của thành phố Huế đã có mặt tại hiện trường. Hai vật kim loại được xác định là đạn pháo 105mm chưa nổ. Lực lượng chức năng đã xử lý hai quả đạn pháo nói trên và tổ chức giả phá bom mìn khu vực thi công bờ kè.